Cú xin chào tất cả anh em đam mê chó săn của Cú nha. Thì hôm nay Cú cũng khá là bận, cũng không có thời gian để quay cái đàn chó của Cú cho anh em xem. Đây, có rất là nhiều anh em hỏi về mấy con chó săn con của Cú đây. Đây, bốn con nha, còn bốn con là con đực nha. Thì thời gian cũng khá là lâu thì cũng không có thời gian để làm chút video để cho anh em. Đây thì những ngày Tết thì cụ cũng rất là bận nên là không chút thời gian. Con này vừa rồi bị ốm sắp chết rồi nha anh em nha, bây giờ mới khỏi được, bây giờ mới bắt đầu khỏi rồi. Bắt đầu ăn ầm. Thì cái dạo trước thì nó cũng yếu ốm mà ngủ được một hàng tuần nhá. Bây giờ bắt đầu khỏi khỏi tí. Đấy. Đổi mèo được viết rất là ok luôn nha mà các bác nha. Hai con này thì đổi mèo thì các bác yên tâm luôn. Bằng này mà nó biết đi đuổi mèo này, đuổi con lợn lai của nhà mình sổng ra là nó đã biết đi đuổi nhá. Thì có nhiều anh em chắc cũng nghĩ là từ cũng được khá lâu lâu là cụ không thấy lên video là không biết tình hình như nào nhỉ. Cụ thông báo với anh em này, cái thứ nhất là cụ cũng đang đông khách không có thời gian, cái thứ hai thì bây giờ đang gần lúc để Tết rồi thì cụ cũng rất là bận, có rất nhiều anh em mời đi ăn uống rồi thì cụ cũng không thời gian quay chỗ sang cho anh em nữa. Thì có gì thì anh em sẽ thông cảm cho cú, bởi vì là qua Tết thì phát là cú sẽ tiếp tục đi quay chó săn cho anh em nha. Khả năng nữa là đến Tết, hết Tết một phát là cú đã phải có rất là nhiều video đi săn săn bắt cho các bác anh em thợ săn hoặc là anh em đam mê đang chờ những dòng chó săn của cú để lên video. Thì ăn Tết xong phát là cú sẽ dành dỗi giờ thời gian thì cú sẽ đưa đàn chó đi săn cho anh em xem, thì sẽ lên video đi săn rất là nhiều nha anh em nha. Cú đã lấy được đăng ký xe rồi anh em nhé. Đấy, cú cho nó. Đây con vẹn này thì cũng áp đi hai con này luôn, mèo cắn suốt ngày luôn. Cái đằng này thì bị mất à, bị chết đi một con nha, còn một con thì bán cho ông anh ở Hà Nội, còn là giờ lại còn đúng ba con nha. Ba con vẹ này thì trước là cụ đã bán nhưng mà nó hơi què một chút thì cụ bắt sau, cũng giả hết tiền rồi nhưng mà bảo để nó ăn ở với ông mẹ, nó ăn sữa cho nó to to tí thì mới bắt về, nên là cụ cũng mới bắt về. Giờ con này là con to nhất nè, trước thì nó to như nhau thôi nhưng mà con này thì nó khôn hơn, nó ra ngoài thì nó ăn uống nhiều thì nó lại lớn hơn, với lại không nó không ốm, không bị ốm thì nó to hơn. Đấy. Còn con sáng sáng này thì con này cho cũng khá có tuổi à. Con này bây giờ cho ra đi cùng đàn to đi là nó cũng sang là ầm rồi nha anh em nha. Đấy. Các bác mà nhu cầu dòng nào con nào thì liên hệ với Cú, mà có rất là nhiều anh em cũng đang hỏi là muốn mua có con đực, thì lúc người ta có đực thì người ta hỏi cái, mà lúc có cái thì người ta hỏi đực. Thì hiện nay nhà mình đang có bốn con nhưng mà toàn con đực hết nha. Thì có anh em đang hỏi là muốn mua con cái, nhưng mà con cái thì nói chung ra là chắc tin thì vẫn có đâu, nhưng mà nói chung là mình cũng có rất là nhiều giờ con, bốn năm con ở trong con ở nhà rồi, mình không bán được thì chắc không bắt được về, bởi vì bắt được về là anh em chắc chắn lấy thì mình mới bắt được, còn không không chắc chắn lấy thì mình bắt về thì cũng khó nuôi lắm, bởi chó con này mình cũng không thích bắt được mấy đâu, trừ khi là giống chó bố mẹ nó sang cực kỳ tốt thì cú mới hay bắt về nha anh em nha. Còn nếu là bố mẹ nó sang không không tốt lắm thì cũng không bắt đâu. Đấy, con này về tầm 5 cân rồi nha anh em nha, tầm 5-6 cân rồi.
Mấy con này thì anh em ai bắt được thì cũng bán, mà không bắt được thì sẽ để lại nó lớn lớn một chút nữa, sau này nó thành một đôi là cú sẽ mang đi rừng đi test sang hàng thú rừng luôn. Mà giờ lúc nó bé này thì bán thì cũng chẳng mà được bao nhiêu tiền, mà cái thứ nhất là anh em cũng chê là đắt. Đây, con này thì tay hai cái mũi của nó rất là ok nha, mũi nó cực kỳ đẹp luôn nha anh em nhé, mũi nó hở to luôn. Đây anh em nhìn này. Đây, quay gần này anh em nhìn đấy, đây anh em nhìn rõ chưa. Ra Tết đi, nếu mà có chỗ nào có lợn thì anh em hãy ới cho cú nha. Có lợn có hiêu này, à có lợn có hiêu thì cú sẽ đi sang với anh em. Đây, cú cho anh em đi xem đàn chó của cú vẫn còn nguyên si nha. Đây còn con đực cọc này vẫn còn. Để anh em nha. Cú bay con đực thì cú chỉ xích thôi, tối thả thì nó toàn đi lung tung thì cũng sợ người ta quẹt, thanh niên chạy xe thì cũng quá nhanh, sợ người ta quẹt mất mất chó nên là xích nhá, lúc nào đến thời gian thì mới thả đi ỉa đái được. Đây, các bác ai mà nhu cầu mua những dòng chó và độc thủ nó đẹp như này thì trực tiếp liên hệ cho cú nha, để cú sẽ cung cấp cho anh em những con chó mà đẹp nhất. Anh em cứ xem nhiều thợ, nhiều người, nhiều thợ săn luôn. Nhưng mà mỗi người có mấy dòng chó riêng, mỗi người có khách riêng của ấy, mỗi người là có một sở thích riêng. Nhưng đa số là dòng chó của mấy thợ săn này thì khác nhau hoàn toàn luôn, nó sẽ khác nhưng mà giá cả thì nó cũng sẽ khác luôn. Còn những cái giá cả của một con chó này, nếu mà các bác muốn nhu cầu lấy dòng chó giỏi mà đẹp thì chắc chắn tiền nó sẽ cao rồi. Nên là có nhiều số anh em hỏi là tại sao dòng chó của cú thì nó đắt thế. Nhưng cú thông báo với anh em là dòng chó của cú thì không thể là dòng số bồ được, nhưng mà cũng gọi là so với dòng chó của người khác thì cũng là số 2 luôn. Những con chó mà cú đã thích đã bắt rồi thì cũng phải được 70%. Còn cú thì không như những thợ khác đâu, có nhiều thợ người ta bảo bị người ta lừa đi bắt chó này nọ. Nhưng khi cú đã là một thợ săn rồi thì cú đi bắt chó thì dù chủ nhà người ta có bảo săn tốt đến mấy nữa, cú không thích thì cú không bao giờ bắt đâu nha. Mình tin tưởng về cái khả năng bắt chó của mình, tin tưởng về cái đôi mắt của mình nhìn vào con chó nha. Mà dù người ta có bảo săn giỏi đến mấy mà mình nhìn không vào mắt thì mình không bao giờ thích luôn. Khi mình đã thích rồi thì dù chủ không bán nữa, mình có thể gả bất kỳ cái giá nào đắt hơn thì chủ vẫn cuối cùng chủ vẫn bán lại cho mình. Hiện nay là đang còn một con rất là đẹp luôn, từ trước đến nay là cú rất là thích luôn. Con đấy nhìn cả thân cả bộ lông về đến cả con chó là đôi thẳng tưng chọc trời luôn, đuôi bông lau, nhưng mà chủ trước là bà chủ đang chưa chưa được sang con gì đâu nha. Chó người ta đang nuôi ở trong nhà, chủ đang đòi, hiện nay chủ đang đòi 5 triệu. Thì đợt vừa rồi chủ cũng nói với cú là bán 4 triệu để cú đi bắt, đi vào đến nơi thì chủ là đuổi ý không bán, gần gần Tết rồi chủ mới gọi lại bảo nếu mà bắt thì 5 triệu nó để lại cho. Thì giờ cũng Tết rồi thì cú cũng chi phí nhiều, tiêu chi phí nhiều này, cũng hết tiền rồi, cũng không có tiền để bắt nữa. Để ra riêng nếu mà chưa ai bắt thì cũ sẽ đi bắt lại con đấy. Con này chó cũng có tuổi rồi nha anh em nha, chó cũng phải tầm 3-4 tuổi rồi nha. Còn nhiều người thì không hiểu về chó thì cứ xem chó này muốn chó săn giỏi mà rẻ tiền thì không mua được đâu nha anh em nha. Cú đi mua thì chưa từng sang luôn, 4-5 triệu thì người ta mới bán, thì mình không phải là những chỗ, những con người ta cần bán đâu.
Như kiểu mình mua bán thì mình cũng mua số lượng thì cũng khá là nhiều luôn. Thì cứ chờ những con rẻ nhất mà bắt thì khó đó anh em nha. Chờ những con người ta bán chó rẻ thì hầu như là khó mua được một con chó của người ta lắm đấy. Nên là các bác mua chó các bác phải biết chơi chó nha. Không biết chơi chó thì nói chung ra là các bác mua phải những con chó nó cái thứ nhất là con chó xấu không biết sang này, cái thứ hai là chó không 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 đẹp mà nó sang không được. Như cú đi mua nhiều những dòng chó sang lợn sang hiêu thì cú đó nhìn qua thì cũng gọi là nắm được một chút cái kinh nghiệm mua rồi. Lạnh đang nàng liệp một chỗ. Ngày 27, 28 thì đang có anh em đang gọi đi sang lận sổng nhưng mà cũng không đi được anh em nha. Bởi vì Tết, cái thứ nhất là Tết đến nơi rồi thì mình cũng bận rất là nhiều công việc luôn thì không đi được. Ra riêng đi nếu mà có thời gian thì cũng sẽ lên rất là nhiều video để cho anh em xem, vừa xem chó rồi vừa có video đi sang bát nha anh em nha. Đây, để cũng gọi con này đứng. Đầu thủ cực kỳ đẹp, chó này cũng không cao lắm đâu, chó cũng hơi thấp đấy nhưng mà chó này đi rất là nhanh nhẹn luôn nha anh em nha. Đấy, chọn được những đầu thủ như này thì cũng không phải dễ đâu, cực kỳ khó luôn anh em nha. Gia Diên thì cũng sẽ đi tuyển rất là nhiều chó đẹp nha anh em nha. Ai muốn mua chó về để những mùa dịch này rừng nào mà có nhiều thú thì hãy liên hệ cho cú nha. Không phải là chỉ nguyên cú là bắt quên quần nhà như những thợ khác mà bảo tại sao cú lại có nhiều chó sang thế, nhưng mà cú thông báo với anh em này. Cú một mình thì cú không bao giờ có được chó sang rất là nhiều nha anh em nhé. Cú có thể tuyển ở Cao Bằng này, Lai Châu này, Điện Biên này. Bởi vì cú rất là nhiều anh em ở những khu điện đấy nha. Thì cực kỳ nhiều anh em luôn. Thì cú có thể liên hệ với anh em, con nào sang được là anh em có thể gửi hình cho cú xem mà cảm thấy ok là cú có thể mua luôn. Được chưa thì cú vẫn có thể lên Lai Châu đi tuyển, nhưng mà đợt này thì đi xa, cái thứ nhất là dịch, cái thứ hai là đi quá xa nên là cú cũng đang rất là khó. Thì bây giờ có nhiều những con nào mà sang đẳng cấp thì cú trực tiếp để bảo nó gửi hình xuống là cú bắt luôn, cũng không đi nữa đâu anh em nhé. Bây giờ mà bắt chó nguyên xung quanh nhà mình thì cũng ít khi có con đẹp lắm anh em ạ. Nên là giờ cũng còn khá nhiều thì lâu lâu tuyển được một con đẹp ở chỗ xa và nó ấy thôi. Còn nếu mà bắt ở gần thì hầu như là từ trước đến nay là nhiều, cũng rất là nhiều thợ đi tìm con nào sang được thì người ta cũng bắt hết. Chó của mình thì nó chỉ được có một con thì đang chạy xuống dưới nhà thằng em nhé anh em nhé. Đây có vẹn con rất là đẹp. Đây. Đấy. Chó này đuôi sau này nó lớn hết cỡ thì đuôi chỉ chọc trời thôi nha anh em nha. Đuôi cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mấy con bé này chưa va chạm về lợn đâu, như con màu sáng này là đã được sang lợn sổng của mình. Đằng to nó sang như nào nó cũng được sang rồi nha anh em nha. Sang lợn thì yên tâm luôn. Nhưng mấy đằng này chưa được sang lợn đâu.
Mấy con lợn rừng là lai của mình nó sổng ra ngoài, mình cho mấy con to đi sang là mẹ nó cũng sang cực kỳ tốt luôn nha, sủa cực kỳ ok luôn. Ở mình đây thì thời tiết rất là lạnh rồi nha anh em nha. Ngày Tết thì cực kỳ lạnh. Đấy, lạnh dã man luôn. Đây xung quanh nhà cũ đây bây giờ toàn đùi như này thôi. Cực kỳ lạnh nha. Đấy, cú sẽ đi qua hai con chó, con chó đầu vàng của cú ở dưới này cho anh em. Đi đâu? Nhớ Quang. Nhớ Quang ơi. Nhớ con. Đây em đem tơ đây, đem tơ này bây giờ cho đi sang thì rất là con này cực kỳ ham mùi đó nha anh em nha. Đây đây một tiền mình đây một tay rồi đừng ra đừng ta vừa kia mời ra thì cái nhà nào buồn phía hả thôi đi mù dễ hụt tiền tôi hả hả một thì là có chết hả?